Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đồng hành cùng với Chào Buổi Sáng. Và chúng tôi đã trở lại với những thông tin thời tiết. Và ngay lúc này tại khu vực Ba Đình, Hà Nội thì trời đã hửng nắng rồi. Và ngày hôm nay thì dự báo ở miền Bắc thì sẽ rét đậm rét hại. Còn tại miền Trung thì không khí lạnh sẽ kết hợp với nhiễu động gió đông và đang gây một đợt mưa lớn. Vậy thì đâu là khu vực mưa lớn nhất vậy chị Minh Châu? Vâng chị Thảo, trọng tâm mưa trong ngày hôm nay sẽ là khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận chị ạ. Và thực tế thì từ đêm qua đến giờ mây dông phát triển liên tục. Như quý vị có thể thấy, nhiều điểm có mưa từ 74 đến trên 100mm rồi. Và dự báo trong hôm nay cũng như 2 ngày tới, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận sẽ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa dự kiến là từ 50 đến 130mm và có nơi mưa vượt 160mm. Nước mưa trút xuống sẽ tạo áp lực lớn lên nền đất đá, dễ gây sạt lở và lũ quét. Toàn bộ vùng núi từ Quảng Bình đến Bình Thuận thì đều có nguy cơ xảy ra những hiện tượng này. Khi mà nơi mình sinh sống có mưa to dồn dập, bà con hãy chú ý đến các dấu hiệu âm thanh bất thường, chẳng hạn như là tiếng cây gãy đổ, đất đá va vào nhau, vết lún, vết nứt trên mặt đất để kịp thời sơ tán. Dạ vâng, như vậy là miền Trung sẽ có mưa to và người dân cũng cần đề phòng trong mưa to thì sẽ gây lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ ở những vùng trũng thấp. Còn tại miền Bắc thì rét đậm rét hại đến bao giờ vậy chị Minh Châu? Vâng, thông tin tích cực đó là rét đậm rét hại sẽ duy trì nốt hôm nay thôi chị ạ. Và nhiệt độ ban ngoài toàn miền sẽ phổ biến từ 14 đến 18 độ, sang đêm thì giảm xuống chỉ còn từ 11 đến 16 độ và vùng núi cao có nơi sẽ xuống dưới 5 độ. Từ ngày mai thì trời vẫn còn rét nhưng mà nền nhiệt sẽ nhích dần lên, cảm giác bớt buốt hơn. Tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, dự báo hôm nay có nắng đến chiều. Khoảng nhiệt cao nhất tại hai khu vực này lần lượt là từ 27 đến 29 độ và từ 30 đến 33 độ. Lưu ý về chiều tối một số tỉnh thành sẽ chuyển mưa dông. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Trong ngày hôm nay, các vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ xuống đến Quảng Ngãi, ra ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Còn đối với vùng biển từ Bình Định trở xuống đến Cà Mau và huyện đảo Trường Sa, cảnh báo gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trời mưa dông, nguy cơ đi kèm với lốc xoáy. Dạ vâng, cảm ơn chị với những thông tin cụ thể vừa rồi. Và quý vị lưu ý là hôm nay miền Bắc rét đậm rét hại. Vậy thì khi ra khỏi nhà, quý vị hãy mang theo áo khoác và khăn quàng để giữ ấm cho cơ thể.